Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin có 7 nơi ẩn náu bí mật. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra vào hồi gay cấn. Khắp nơi tại Ukraine, tiếng còi báo động luôn hú lên và hàng nghìn người dân đã phải chết dưới những đống đổ nát do hỏa tiễn, đạn pháo của Nga rót vào. Và đây là những hình ảnh của những phòng họp bí mật tránh bom nguyên tử của Nga, nơi ông Putin có thể giấu mình ở đây để điều hành cuộc chiến của mình. Cuộc chiến đang gây đau thương cho đất nước Ukraine và cũng làm tan hoang nhiều gia đình, nhiều mạng sống đã phải bỏ ở đây. Theo thông tin được biết, ông Vladimir Putin, 69 tuổi, đã không tới Điện Kremlin kể từ ngày 23 tháng 2, một ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công Ukraine. Có thể ông đang trú ẩn tại một trong 7 nơi được cho là rất an toàn và kín đáo, nơi có thể từ đó chỉ huy những cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Và đây hình ảnh nhà tắm dưới tầng hầm. Những căn hầm này đã được xây sẵn từ trước đến nay để chống được các loại bom nguyên tử. Và từ đây trung tâm điều hành kết nối đến khắp nơi, và ông Putin có thể ngồi để điều hành. Trung tâm quyền lực của ông ta ở Moscow hiện nay được biết đã trở nên quá nguy hiểm. Sau hàng loạt các vụ bắt bớ những người biểu tình khắp nơi tại Nga, thì hiện nay ông Putin đang đối diện với những nguy hiểm khác, đó là những nhà tài phiệt đang bị tịch thu tài sản. Và vì sợ các cuộc tấn công, ông đã phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác dưới sự bảo trợ của những vệ binh của Nga, đặc biệt là những người chuyên túc trực bên ông 24/24 tiếng. Đây chính là hình ảnh những căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm, nơi có những cuộc họp ngắn và nhanh. Hình ảnh được báo chí quốc tế đăng tải tại châu Âu. Bên cạnh ông ta, các nhân viên an ninh viết tắt là FSO, tức là An ninh Liên bang Nga, và các vệ binh quốc gia, một nhóm mà ông ta thành lập đặc biệt để tự bảo vệ mình. Danh sách của các nhà tỷ phú Nga bị cấm vận và tịch thu tài sản du thuyền ngày một nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Đây là những người nắm giữ hàng tỷ đô la và quyền lực của họ rất lớn. Và khi ông Putin động đến quyền lợi của họ thì cũng rất nguy hiểm. Phát ngôn viên của ông Putin đã nói rất rõ vào thứ Sáu rằng chỉ có một mình ông Putin đã ra lệnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Ông ta là chỉ huy duy nhất. Và với phát ngôn này thì rõ ràng ông Putin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc phát động chiến tranh nhằm vào Ukraine. Đây là hình ảnh phòng dùng cho sinh hoạt cá nhân ở dưới tầng hầm. Những phòng này được thiết kế đặc biệt dành cho các sinh hoạt cá nhân, nơi ông Putin có thể gặp gỡ những cộng sự thân tín hoặc những người thân của mình. Và ông Putin được biết đã sử dụng ít nhất là 7 địa điểm cho các trò ẩn náu của mình, với việc ông ta phải luân chuyển hết từ chỗ nọ đến chỗ kia trong một khoảng thời gian không ai định trước. Riêng tại Moscow, ông ta có căn hộ riêng và một căn hộ thuê, cũng như các dinh thự khác ở các thành phố như Kaliningrad, gần biên giới Phần Lan, trên dãy núi Altai, gần Crimea và gần Jakarta. Cũng được biết hiện nay ông Putin đang sở hữu một du thuyền hàng trăm triệu đô la, và khả năng chiếc du thuyền này sẽ bị các nước dân chủ tự do tịch thu khi bắt gặp. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đã tính toán sai lầm khi bỏ phiếu trắng về Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam bỏ phiếu trắng trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho nghị quyết lên án về Nga, về cuộc chiến xâm lược tại Ukraine. Mặc dù dựa trên lợi ích quốc gia, nhưng là tính toán sai vì không xét đến khả năng Việt Nam có thể lâm vào hoàn cảnh giống như Ukraine trong tương lai. Một nhà quan sát trong nước đã nhận định như vậy. Và quả thật bây giờ, Trung Quốc bắt đầu tập trận ở Biển Đông ngay sát Việt Nam. Việt Nam là một trong 35 nước đã bỏ phiếu trắng trong phiên họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của hôm 2 tháng 3, cùng với những nước lớn đông dân như Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng Campuchia lại bỏ phiếu ủng hộ.
Đây là hình ảnh phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 2 tháng 3 đã thông qua nghị quyết đòi Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine. Tuy nhiên, nghị quyết này đã được thông qua với 141 phiếu thuận trong tổng số 193 nước bỏ phiếu. Chỉ có 5 nước bỏ phiếu chống, bao gồm là Nga, Belarus, Bắc Triều Tiên, Syria và Eritrea. Trong khu vực ASEAN, ngoài Việt Nam chỉ có mỗi Lào là bỏ phiếu trắng mà thôi. Tuy nhiên, bài phát biểu trước phiên bỏ phiếu của ông Đặng Hoàng Giang, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, được xem là lời chỉ trích kín đáo nhằm vào Nga, khi ông nói rằng chiến tranh thường bắt nguồn từ chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp trên quốc tế. Phiếu trắng này đã gây thất vọng lớn cho nhiều người dân Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là giới đấu tranh về dân chủ và nhân quyền vốn hy vọng Hà Nội lên tiếng mạnh mẽ hơn về hành động xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tiến hành tại Ukraine, gây ra cái chết của hàng ngàn thường dân, phá tan rất nhiều thành phố của nước này. Trượt chân thì khó đỡ. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, blogger được nhiều người biết tiếng với tên là anh Ba Sàm, nhận định phiếu trắng này là cú trượt chân khó đỡ của ngoại giao Việt Nam vì nó sẽ gây ra hậu quả không nhỏ cho Việt Nam về lâu về dài. Ông đồng ý rằng trong vấn đề bỏ phiếu này, Hà Nội cũng giống như Ấn Độ hay Trung Quốc là hành động theo lợi ích quốc gia chứ không theo tiếng gọi của đạo lý, tức là lên án hành vi xâm lược. Tuy nhiên, lợi ích quốc gia của Việt Nam theo ông Vinh là xét kỹ lợi ích về sau. Ông nhìn nhận nếu Việt Nam bỏ phiếu thuận thì sẽ có hậu quả rất lớn trong quan hệ giữa Hà Nội với Moscow. Nhưng ông cũng lập luận rằng nếu Việt Nam so đo đồng tiền bát gạo so sánh quan hệ với Moscow quan trọng hơn quan hệ với Kiev thì đó là cách nhìn thực dụng ngu xuẩn, thiển cận vì chỉ thấy lợi ích trước mắt mà thôi. Cũng theo giải thích của ông Vinh thì Việt Nam có nguy cơ rơi về tình huống tương tự như Ukraine và lá phiếu trắng này sẽ ảnh hưởng xấu đến Hà Nội khi cần sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Hiện Trung Quốc đang tập trận liên tục 10 ngày liền ở Biển Đông từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3. Phải chăng sự kiện này nối tiếp sự kiện Nga xâm lược Ukraine để gây sức ép đến với những nước nhỏ? Đây là hình ảnh chiến hạm Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng 8 năm 2021. Nếu không có sự chia sẻ cảm thông với người đồng cảnh ngộ với mình, thì làm sao khối ASEAN và thế giới thông cảm với mình trong tương lai được? Ông Vinh đã nói. Blogger này còn chỉ ra điều chớ trêu là ngay cả những nước độc tài, phản dân chủ như Campuchia và Myanmar đều bỏ phiếu lên án Nga, khiến Việt Nam gần như bị cô lập trong khối ASEAN khi chỉ có mỗi Lào là bỏ phiếu giống Việt Nam mà thôi. Singapore không chỉ bỏ phiếu thuận mà còn áp đặt ngay lệnh trừng phạt đối với Nga, ông Vinh đã chỉ ra. Theo phân tích của ông, thì khi bỏ phiếu như vậy, Việt Nam đã chọn đứng ngoài lề của xu thế lịch sử. Nếu ông Putin thua hay bị sa lầy ở Ukraine hay chiến tranh lan rộng ở châu Âu, thì Việt Nam lại càng thua thiệt. Và tình thế tế nhị như thế nào đối với Việt Nam hiện nay? Khi được hỏi có phải ở Hà Nội trong thế khó xử, vì cũng đã từng đưa quân vào Campuchia để chấn áp chế độ Pol Pot vào năm 1979, một hành động bị thế giới lên án là xâm lược, nhưng Hà Nội lại gọi là thực thi nghĩa vụ quốc tế. Nếu bây giờ khó lên án Nga vì hành vi tương tự, ông Vinh cũng thừa nhận là nếu phê phán Nga thì Việt Nam phải ít nhiều xét lại cuộc chiến ở Campuchia và hối lỗi. Đây là hình ảnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trước khi rút về nước năm 1989. Tuy nhiên, ông cũng lập luận rằng không thể nói anh đã từng sai lầm rồi thì không được phép phê phán người khác cũng sai lầm, trong khi sai lầm đó đã từ gần nửa thế kỷ trước rồi. Với lại, ông nói giữa Ukraine ngày nay và Campuchia ngày xưa có sự khác biệt. Campuchia lúc đó đối với thế giới là diệt chủng, còn đối với Việt Nam là tàn sát người dân và quấy rối một cách ghê gớm. Ông nói, nhưng nhìn nhận nếu Ukraine tham gia vào NATO thì có thể làm cho Nga bất an. Truyền thông Nga cũng đang tìm cách lừa bịp thế giới rằng Ukraine là phát xít kiểu giống như Campuchia ngày xưa, nhưng hai trường hợp là khác nhau, ông nói thêm. Và hậu quả của việc Việt Nam chọn sai. Ông Vinh phân tích rằng
lá phiếu trắng là kết quả của đường lối ngoại giao sai lầm của Hà Nội trong thời gian dài khi ngả qua Nga quá nhiều mà ông gọi là sự lỡ trớn. Đáng lẽ nên có sự chuyển hướng từ trước về chuyện bớt lệ thuộc vào Nga đi, vì rõ ràng nhìn thấy trong những năm qua vẫn còn là ảo tưởng là Nga có thể lỡ cho Việt Nam trong việc cự địch với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề dầu khí ngoài Biển Đông, ông nói. Đau đớn là cuối cùng Nga rút lui trước sức ép của Trung Quốc, ông nói thêm. Ông cũng cho rằng nếu Hà Nội bỏ phiếu ủng hộ Ukraine thì cũng có thể được xem là Hà Nội ủng hộ nền dân chủ non trẻ của Kiev sau cuộc cách mạng Maidan hồi năm 2014 để đưa Kiev thoát ra khỏi ảnh hưởng của Nga. Nhưng Hà Nội không đặt nặng vấn đề này. Đây là hình ảnh của hôm 4 tháng 3, các nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội đến trao thư ủng hộ và số tiền 285 triệu đồng Việt Nam quyên góp ủng hộ nhân dân Ukraine cho bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam. Ông chỉ ra có sự nhầm lẫn của nhiều người dân Việt Nam có cảm tình với nước Nga, nhất là ở những quan chức đã từng học tập ở Nga, rằng đây là cuộc chiến của nước Nga, của người dân Nga. Đây là cuộc chiến của Putin, của một kẻ độc tài, chứ không phải cuộc chiến của dân Nga. Ông khẳng định như vậy. Theo ông, Việt Nam có thể tìm cách gỡ lại cú trượt chân này bằng cách không lên tiếng chính thức, nhưng cho các tổ chức quần chúng như Mặt trận Tổ quốc, Hội Thanh niên hay Hội Phụ nữ, v.v. lên tiếng ủng hộ Ukraine. Ngoài ra, chính quyền có thể bật đèn xanh cho báo chí lên tiếng dùm cho nhà nước trên những vấn đề đối ngoại tế nhị như Ukraine để chuẩn bị cho những thay đổi về chính sách đối ngoại. Cũng theo quan sát của ông, thì báo chí Việt Nam đang có sự chuyển hướng dần dần, đã bắt đầu đưa tin nhiều hơn về thương vong của dân thường, về quốc tế ủng hộ Ukraine như thế nào. Nhưng mới chỉ nhích một chút thôi, chứ không đáng kể, blog này nhận định. Tất cả báo chí chính thống của Việt Nam cho đến nay đều gọi hành động quân sự của ông Putin tại Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt, theo cách gọi của Nga, chứ không gọi là cuộc xâm lược như truyền thông của các nước dân chủ và tự do. Và chia sẻ bài học 3-0. Trong bài phỏng vấn mới đây trên tờ báo Tuổi Trẻ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng nói rõ thêm về quan điểm của Việt Nam trong cuộc chiến ở Ukraine mà hai bên tham chiến đều là bạn bè truyền thống của Việt Nam. Đối với Nga, người bạn truyền thống từng giúp đỡ tình nghĩa cho Việt Nam, ông Vịnh nói, ủng hộ Nga là một cường quốc trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh của nước Nga trong nội địa và không bị uy hiếp ngoài biên giới, và không đồng tình với các lệnh trừng phạt kinh tế, bao vây, cấm vận, áp đặt lên nước Nga. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ khuyên Nga là không xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của các nước bất cứ lập luận và hình thức nào mà dùng chiến tranh hoặc sức mạnh để giải quyết tranh chấp là không thể chấp nhận. Ông nói, chúng ta cũng không thể đồng tình cho cuộc chiến này và nó sẽ tạo ra các tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế. Còn đối với Ukraine, vị cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng này nói rằng Việt Nam ủng hộ Ukraine bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ danh dự quốc gia. Chúng ta chân thành mong muốn Ukraine hòa bình, không bị áp đặt bởi chính trị cường quyền, không phải chịu chính sách ngoại bang pháo hạng của nước lớn, ông nói. Ông cho rằng Việt Nam có thể khuyên Ukraine rằng để đất nước mình trở thành nơi xung đột quyền lực của các nước lớn là rất không ổn. Sống cạnh nước lớn mà anh lại định đem sức mạnh quân sự thì đối đầu với họ là hạ sách. Cũng cần góp ý với bạn về việc không nên nghiêng về bên nào, ông phân tích thêm. Việt Nam có thể chia sẻ với bạn bài học 3-0 trong chính sách quốc phòng, đó là không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ của nước mình để chống lại nước thứ ba, ông Vịnh nói thêm.